Hậu trường ảnh cưới tiếp tục bảo triệu view của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hé lộ ý nghĩa bó hoa cầm tay. Vào ngày 26 tháng 11 tới đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội. Vì đã được chứng kiến không gian sang trọng, khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi ở đám hỏi và đám cưới tại Thái Bình trước đó, nên lần này cư dân mạng lại càng trông đợi hơn. Đáp lại sự mong ngóng này, cặp đôi cũng đăng tải nhiều hình ảnh trước thềm đám cưới, đặc biệt là bộ ảnh cưới ngọt ngào. Song song với hậu trường, clip ảnh cưới cũng được chia sẻ, thu hút sự chú ý từ dân tình. Trong những khoảnh khắc này, cả hai trao nhau ánh mắt đong đầy tình cảm. Riêng Doãn Hải My còn tinh nghịch như mắt trêu chồng làm chàng cầu thủ cúi đầu ngại ngùng. Và dù đã khen mãi, khen hoài, nhưng nhiều người cũng rất ấn tượng với video sáng bừng của cặp đôi dâu xinh rể xịn. Bên cạnh đó, nhiều người còn để ý đến bó hoa cầm tay mà cặp đôi dùng để chụp ảnh. Nếu như trong đám hỏi và đám cưới, Doãn Hải My cầm hoa tulip kết hợp linh lan, thì trong bộ ảnh này cặp đôi chọn bó hoa gồm nhiều loại hơn nhưng vẫn là tông màu trắng trong trẻo. Một số loại hoa nổi bật trong bó hoa chụp ảnh cưới của vợ chồng Đoàn Văn Hậu là scabiosa, hoa tai thỏ, hoa lan hồ điệp, hoa mao lương và hoa rung. Đặc biệt nhất, cả bốn loại hoa màu trắng này đều mang ý nghĩa thuần khiết, được cho là các cặp đôi nói về tình cảm của mình và hy vọng về cái kết viên mãn của tình yêu đẹp. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.